Tóc tai bù xù quá. Hello quý vị và các bạn. Tony xin chào mừng mọi người trở lại kênh của mình nha. Thì hiện tại bây giờ là 6 giờ chiều tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, ngày 24 tháng 8 các bạn, tức là ngày chủ nhật á. Thì Tony mới vừa cập nhật được một cái thông tin. Cái này nó có thể gọi là good news. Nó dính dáng tới cái gói cứu trợ lần thứ hai, tức là cái chuyện mà $1,200 đó các bạn, và cái chuyện mà gia hạn tiền thất nghiệp. Tony nhảy lên đây để chia sẻ lại với các bạn liền. Và Tony xin nhắc lại, Tony là người cập nhật thông tin, truyền tải thông tin, tức là những cái gì nó đang xảy ra với cái gói cứu trợ lần thứ hai này, cũng như là đang xảy ra trong quốc hội hai bên Cộng Hòa và Dân Chủ, thì Tony truyền đạt lại, chia sẻ lại. Rồi các bạn là người có trách nhiệm xác minh các thông tin. Rồi mời các bạn theo dõi cái chi tiết nha. Thì cũng như thường lệ, Tony sẽ chia sẻ trước và sau đó thì mình sẽ đi vào cái laptop của Tony để mà tham khảo và đọc cái thông tin các bạn nhé. Thì ngày nửa đêm ngày thứ 6 là coi như là 600 tiền thất nghiệp đó các bạn, nó hết đúng không? Tức là không có một cái good news nào mà dính dáng tới cái chuyện gia hạn tiền thất nghiệp nữa. Sáng thứ 7 cũng vậy, thì hai bên đàm phán thì người ta nói là thất vọng tràn trề. Rồi, thì bây giờ thì có một cái tin tốt từ phía đảng Dân Chủ và tòa Bạch Ốc loan báo là cái cuộc đàm phán trong ngày hôm nay người ta có một cái tiến triển rất là tốt. Thì cái chi tiết nó như thế nào, mời các bạn nghe nha. Thì các nhà lập pháp của đảng Dân Chủ đã nói rằng có tiến triển trong cái cuộc thương thảo với tòa Bạch Ốc liên quan tới cái chuyện gói cứu trợ lần thứ hai, giữa khi có áp lực chính trị ngày càng gia tăng để tái lập cái chuyện mà gia hạn trợ cấp tiền thất nghiệp $600 mỗi tuần, cũng như là nhu cầu mà chi tiền dính dáng tới cái chuyện trường học có thể mở cửa học lại. Trưởng khối thiểu số Dân Chủ thượng viện, ông này tên là Chuck Schumer, nói rằng đây là cái cuộc họp lâu nhất mà chúng tôi có được và có kết quả hơn là các cuộc họp trước đây. Đó, thì đây cũng là một cái tin vui đó các bạn. Chúng tôi chưa có thỏa thuận gì, nhưng đây là một cuộc thảo luận có kết quả. Lúc này các bên đều đã biết là cái vấn đề hiện tại nó ra sao, tức là bây giờ hai bên đều biết là bên nào muốn cái gì và bên nào không muốn cái gì rồi đó. Đó, tức là cái cuộc thảo luận ngày hôm nay là nó có tiến triển rất là tốt đẹp, nó không còn thất vọng giống như sáng thứ bảy nữa các bạn. Thì sau cuộc họp, ông Schumer xuất hiện trước báo chí bên cạnh chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi. Cái cuộc họp này nó kéo dài 3 tiếng đồng hồ với Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Chánh văn phòng tòa Bạch Ốc Mark Meadows. Phía Dân Chủ muốn có một cái biện pháp lớn để đối phó với ảnh hưởng của Covid-19, cũng như mong muốn của Tổng thống Trump và trưởng khối đa số Cộng hòa thượng viện Mitch McConnell. Tuy nhiên hầu như tới một nửa các thượng nghị sĩ phía đảng Cộng hòa đó các bạn, thì đa số là thành phần bảo thủ, và hiện tại bây giờ thì người ta không có gặp khó khăn về cái chuyện mà tranh cử năm nay, cho nên những người này đều tỏ ý không muốn có thêm cái biện pháp trợ giúp gì nữa. Thì theo như thông tin hai bên đó mà tôi đi cập nhật được đó, thì người ta đã thỏa thuận về cái chuyện mà $1,200 rồi đó, tức là hai bên đã đồng ý về cái chuyện $1,200 rồi. Nhưng mà bây giờ người ta còn một vài cái vấn đề vuốt mắt nho nhỏ trong cái gói cứu trợ này, đó là cái chuyện mà gia hạn tiền thất nghiệp. Một bên thì đòi 600, một bên thì đòi 70% tiền lương. Cái thứ hai nữa là cái chuyện là một bên thì đòi 1.200 cho everybody, còn một bên thì đòi 500 cho trẻ em cũng như người phụ thuộc cũng như là sinh viên. Đó là hai cái gút mắt mà hiện tại bây giờ người ta đã bế tắc rồi đó các bạn. Nhưng mà bây giờ thì người ta đã có cái tiến triển tốt rồi, tức là sau cái bế tắc thì bây giờ nó có cái lối ra rồi, cái lối đi rồi, tức là hai bên có thể thứ hai này á, là người ta có thể tìm ra một cái lối ra chung đó các bạn. Đó, mình ví dụ là như vậy đi, tức là hai bên đã đi vào đường cùng rồi, nhưng mà bây giờ người ta thông báo là có một cái tiến triển tốt ngày hôm nay đó. Thì bà Nancy Pelosi đề cập đến cái vấn đề trợ giúp thực phẩm cũng như là bỏ phiếu qua đường bưu điện sau cái buổi họp chấm dứt ngày hôm nay, sau 3 tiếng đồng hồ cái cuộc họp ngày hôm nay đó. Thì bà ta đã phát biểu như thế này: chúng ta phải diệt con virus này để có thể mở lại nền kinh tế, mở lại trường học một cách an toàn, và làm những việc này mà không cắt giảm quyền lợi của người công dân Mỹ. Đó là lời phát biểu của bà Nancy Pelosi.
Bên cạnh đó thì ông Steven Mnuchin, Bộ trưởng Bộ Tài chánh, cũng nói rằng cái việc mà tái lập trợ giúp 600 đô la cho gia hạn tiền thất nghiệp đó các bạn là điều rất quan trọng đối với Tổng thống Trump. Nhiều thượng nghị sĩ ở phía đảng Cộng hòa đó thì nói họ muốn giảm trợ giúp 600, tức là họ không muốn giúp 600 đô la nữa mà phải ít hơn đó, để người thất nghiệp không nhận được nhiều tiền hơn là khi họ đi làm đó. Tại vì các bạn biết rồi, có một số người đó thì làm lương nó không có bao nhiêu, tức là lương ít hơn, và cái chuyện mà vừa lãnh tiền thất nghiệp của tiểu bang cộng với cái tiền liên bang thành ra nó sẽ nhiều hơn cái tiền lương đó, do đó tạo động lực để họ quay trở lại làm việc. Đó là ý kiến của một số thượng nghị sĩ của phía đảng Cộng hòa, là nên giảm cái số tiền này xuống để cho người ta cảm thấy là lãnh tiền không có nhiều, để người ta có một cái động lực để quay trở lại làm việc đó các bạn. Tuy nhiên, Tổng thống Trump hôm thứ Sáu đã nói ông muốn giữ nguyên con số 600 ngay lúc này. Đó, thì đây cũng là một cái tin tốt cho người dân Mỹ, là tại vì Tổng thống Trump hiện tại bây giờ thì ông ấy cũng đồng ý là thôi giữ nguyên 600 đô la đi. Trong lúc thì chánh văn phòng Nhà Chánh, ông Meadows, người trước đây đã nói với các phóng viên rằng ông không có lạc quan về cơ hội của một cái cuộc thỏa thuận, nhưng bây giờ thì ông thấy rất là tiến triển, rất là tốt đẹp. Bên cạnh đó thì Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cũng nói trong cái cuộc phóng viên như thế này: cái cuộc họp kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ là cái cuộc đàm phán dài nhất đối với các nhà đàm phán, là cái cuộc họp mà hiệu quả nhất mà mọi người đã mong đợi đó các bạn. Bây giờ thì mình đi vào cái laptop mình nghe coi ông bên phía đảng Dân Chủ nói cái gì nè các bạn nha. There are many issues that are still very much outstanding where we're apart, but we had a serious discussion and we went down piece by piece and saw where each side is at. The staffs will be meeting over the weekend, tomorrow, to go through some of the things we went through, and we will meet again on Monday. We're not close yet, but it was a productive discussion. Now each side knows where they're at, and we are going to work very hard to come to an agreement. Thì sau khi mà các bạn nghe ông phía đảng Dân Chủ nói xong thì bây giờ mình sẽ đi vào mình đọc nha các bạn nha. Mình đọc một chút xíu ra đây nè, thấy không? Người ta nói là bây giờ nó tiến triển tốt nhưng mà chưa có coi như là có một cái kết quả được đó các bạn. Hiện tại bây giờ thì chưa có kết quả nhưng mà có một cái tiến triển tốt nhá. Thì đây cũng là một cái tin vui nho nhỏ rồi các bạn ơi. Chứ sáng thứ Bảy thì người ta nói là bế tắc rồi, thất vọng rồi, nói vậy đó. Thì bây giờ nó cũng còn một vài cái vấn đề là về cái chuyện mà gia hạn tiền thất nghiệp thôi à. Thì bây giờ mình xin tóm tắt lại là như thế này nè các bạn. Cái cuộc họp này nó có một cái tiến triển rất là tốt đẹp. Bây giờ thì hai bên đã biết là mình muốn gì rồi đó. Đó, hoặc là mình không muốn gì rồi đó. Đó, tức là hai bên bây giờ đã lật bài ngửa rồi. Thì người ta không còn bế tắc nữa. Cho nên người ta đã có một cái con đường để mà đi rồi đó. Nó tóm lại là như vậy đi. Thì hy vọng là hai bên này sẽ đi chung một con đường rất là soon, gần, để mà có một cái kết quả tốt đẹp cho cái gói cứu trợ lần thứ hai, cũng như là cái chuyện gia hạn 600 tiền thất nghiệp cho người dân Mỹ đó các bạn. Thì hy vọng là thứ hai này là mình sẽ có một cái tin tốt đẹp nữa. Thì sau giờ phút tôi để chia sẻ với các bạn là cái cuộc đàm phán nó tiến triển tốt. Thì tôi này cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem cái video nha. Nếu các bạn thấy cái thông tin nó hay, nó hữu ích thì các bạn bấm nút share để mọi người cùng biết. Đây cũng là một cái tin vui trong cái thời điểm này đó các bạn. Tại vì sáng thứ Bảy thì là bế tắc, nhưng mà bây giờ thì nó có tiến triển tốt. Rồi, see you in the next video. Bye bye.